Xin chào các bạn, chào các bạn đến với clip tiếp theo của Viu. Và lần này thì Viu đang trên đường để đi từ thành phố Hồ Chí Minh tới Hải Phòng. Hôm nay mình bay một cái chuyến bay rất là tối, 10 giờ đêm, và tới Hải Phòng thì khoảng là 0 giờ sáng. Bây giờ là 1 giờ sáng và mình đang có mặt tại sân bay cách ly Hải Phòng. Không khí bên ngoài rất là mát. Mình đi ăn sáng thôi. Bây giờ mình sẽ ăn bánh đa cua Cô Yến. Đây, Cô Yến. Rồi, vô ăn Cô Yến thôi. Đây là Cô Yến hả cô? Không, mẹ chị cơ. Đây là con. Còn chị là con. Còn Cô Yến là mẹ chị. Đây, con gái Cô Yến này phải không? Hello, cười cái này. Cười cái nào? Không khí bây giờ rất là mát. Đây này, xem này. Ôi trời, xanh, hơi là xanh luôn. Không phải, lá cây xanh. Hey, xin chào các bạn, bây giờ thì Bill đang có mặt tại Bắc Sơn, Lê Hồng Phong ở Hải Phòng. Và ở đây đang có một sự kiện rất là vui, đó là xe băng của một cái nhãn hàng làm ở Hải Phòng. Và bây giờ mình sẽ vào trong xem thử là ở cái nhiệt độ âm 5 độ C thì nó sẽ như thế nào nha. Điên này phải không em? Vào đây thấy lạnh rồi. Rất là đẹp. Yeah. Đó. Hiện tại thì khá là đông những cái bạn ở Hải Phòng đang ở trong cái nhà băng của chúng ta. Và hồi nãy giờ chụp hình tác nghiệp thì khoảng 15 phút rồi, bắt đầu cảm thấy chân tay lạnh cống. Đây là lần đầu tiên mấy bạn vào trong cái không gian kiểu này hả? Các bạn cảm thấy sao? Wow, vừa rồi thì mình đã vừa vào trong băng răng và chụp hình khoảng chắc cũng nửa tiếng, và bây giờ đang đeo lại hết trơn rồi. Thôi bây giờ mình ra thôi, và không biết là nhiệt độ ngoài trời bây giờ có làm mình sốc nhiệt hay không. Rồi, cảm ơn. Không thấy gì luôn. Thấy lại rồi. Máy xịn quá. Hello, và bây giờ thì mình đang có mặt tại cái này là gọi là gì nhỉ? Chợ Lục hả? Trong cái chợ Lục, cái đường này là đường Đằng Hải. Và cái điểm ăn trưa của mình ngày hôm nay đó chính là Nam Cá. Rồi, đi vào thôi. Mọi người đang chờ bên trong. Đây là cái kiểu nhà cổ ngày xưa đúng không chú? Đây. Nhà sàn hả? Đây là cái kiểu nhà cổ ngày xưa, nhà sàn. Cái đường vào. Cái này là món gà nướng đất nè, hấp dẫn quá ha. Cái này có xôi gì nữa nè anh hả? Xôi nhét trong cái bụng gà. Đây, hôm nay mình sẽ ăn lẩu cá này là con cá vượt. Bây giờ mới ăn xong thì đây có trái đào tiên này, bây giờ mình mới thấy trái đào tiên nè. Đó, đây là trái đào tiên. Tối rồi này. Ngoài trời tối. Và bây giờ thì mình sẽ đi ăn tối ở Hải Phòng. Sau khi tham khảo xong thì mình sẽ chọn cái món là nem cua bể. Nhưng mà ở Hải Phòng có hai quán lần. Quán bà cụ. Quán bà cụ thì cũng khá là nổi tiếng. Nhưng mà theo cái bạn địa phương thì bạn nói là bây giờ đừng có đi ăn quán bà cụ. Mà bây giờ mình đi tới cái chợ đầu đường Cầu Đất. Xong rồi mình đi vào chợ Cổ Đạo. Thì cái quán thứ ba là có chị trẻ trẻ bán nem cua bể cũng khá là ngon. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm cái quán mà theo sự chỉ dẫn của cái bạn ở địa phương đó xem thử là ăn nem của bạn như thế nào. Mình đã đi taxi tới Cầu Đất và Trần Nhật Duật. Bây giờ mình sẽ đi đến đây, mình đếm quán thứ 3. Bây giờ để coi quán thứ 3. Đây là phố chợ nem của nướng luôn, quán thứ 2. Đây là quán thứ 2. Đây là quán thứ 3. Đây này. Đây là nem cua bể rán luôn. Cái này là 50.000 một cái. 50.000 một cái. Cái này quán này lâu chưa chú? Cái này nhà chú bán là gần 50 năm rồi. Gần 50 năm hả? Rồi. Còn Nga này là tên của ai? Nga là tên của mẹ. Bà mẹ. Chú là bán là đời thứ 2. Vậy hả? Nem cua bể. Cái này nem cua bể, cái này nó có gì mà đặc biệt chú? Cái này là chủ yếu của nó là cua. Đấy, và có thêm một con tôm. Cái phần đâu là có da giảm, các thứ mục nhĩ lấm hương. Rồi là các loại da giảm. Cái này là chiên đúng không? Chiên khoảng bao lâu thì chiên? Chú chiên khoảng 10 phút thì được. Chiên khoảng 10 phút. Đây tới nem cua bể Nga thì mình uống sữa ngô handmade. Nghe nói là ngon lắm. Khá là đặc. Cái sữa handmade này nó đặc hơn là cái sữa mình hay uống ở Sài Gòn. Uống thì nó còn cái lợn cợn của ngô xay. Nó không có ngọt, nó không hề ngọt như mình uống ở Sài Gòn, mà nó bùi của ngô. Cái này là chảo quạt nè. Một cái dĩa uống chảo quạt như này là 100.000. Đây là nem cua bể. Hơn cái mùi tiêu là rắc lên trên cái cung nem. Ở đây giá rất là nhiều, và cua và tôm nhiều. Trong này nó có giá nhiều cho nên nó cũng hơi đắng đắng về giá. Ăn được cái lắm ngon, nhớ thịt chó. Ở đây có chỗ bán thịt chó. Bây giờ mình sẽ ra trái thành phố, cũng gần cái chỗ ăn nem cua bể. Sau mình là nhái thành phố Hải Phòng. Ở đây thì có rất nhiều những cái hoạt động của trẻ em chơi bên cạnh vòi phun nước, đài phun nước. Đây là cột cờ. Đẹp quá. Làm cốc muối đá cho giống dân địa phương. Vừa ngắm đường phố. Hôm nay là ngày thứ 2 ở Hải Phòng, buổi sáng thứ 2, và bây giờ thì Bill đang có mặt tại một cái quán bánh cuốn để đi ăn sáng, đó là bánh cuốn Quyên Cắt Dài, và bên trong thì rất là đông. Chả rất là ngon, chả ngon, nước chấm cũng ngon nữa. Rồi rồi, chả này là mình làm bằng chả gì vậy cô? Chả lợn đấy. À chả lợn hả? Mà tôi giống chả cá quá. Sao? Ăn tôi giống chả cá. Chả lợn. À, sau khi ăn sáng xong thì mình đi tới một cái phố gọi là phố bán trà cúc ở Hải Phòng, rất là đông luôn. Ở đây có rất là nhiều quán đấy. Nguyên con đường này là từ kia là số 17 cho đến đây là số 33 là ngồi đông nghẹt luôn. Bán trà cúc thôi mà nó đông kinh khủng vậy đó. Ôi ôi. Đó, bây giờ mình đang uống một ly trà cúc. Trà ở đây thì nó có vị nhẫn đắng, giờ cũng có cái vị của cúc và một chút vị chanh tắc vậy. Thì nói chung mà thay vì ở Sài Gòn thì mình hay đi uống cà phê, thì ở đây người ta đi uống trà cúc. Và trà cúc thì ở đây người ta ăn với hạt hướng dương. Ở đây nó có một cái hạt dẻ, loại hạt dẻ rất là hay. À cái hạt dẻ này giống như phim Kỷ Băng Hà á. Mà cái hạt dẻ mà đây nè. À, cái hạt dẻ này nè là giống như Kỷ Băng Hà, mà cái con gì mà nó lấy trong cái băng đó, cái băng đó. Đó là nó bự hơn chút nhưng mà hạt dẻ này là nhỏ. Thì cái chị chủ quán mới nói là cái hạt dẻ này á là hạt dẻ Hà Bắc. Đây nè, rất là nhỏ. Và bây giờ mình bóc thì cũng rất là khó, kiểu nhỏ quá cho nên nhiều trái nó vẫn còn chưa có tách vỏ. Xèo, cắn đứt đuôi. Ăn rất là cũng ngon đấy ha. Lần đầu tiên á, là mình ăn cái hạt dẻ nhỏ như thế này á. Mà chắc là nhiều bạn ở Sài Gòn cũng chưa được ăn cái này. Nguyên cái phố bán trà cúc luôn, quá trời, từ đầu đường đến cuối đường. Như vậy là đã kết thúc một ngày và một buổi sáng Viu ở Hải Phòng. Và bây giờ thì Viu sẽ bắt taxi để đi lên Hà Nội chơi. Hẹn gặp lại các bạn ở Hải Phòng vào những cái chuyến đi tiếp theo của Viu. Và nếu như mà bạn nào mà có những cái địa điểm gì đó gợi ý thì có thể là comment phía bên dưới để cho Viu lần tới. Và tới Hải Phòng thì Viu có thể là ghé và thưởng thức những cái đồ ăn của địa phương hay là những cái chỗ mà nên đi ở Hải Phòng nha. Và bây giờ thì bye bye hành trình ở Hải Phòng và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hà Nội.